Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Xin kính chúc quý vị một tuần lao động, làm việc nhiều sáng tạo và nhiều năng lượng. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Tiếng Hát Âm Hồn. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa cái tiết trời nóng như đổ lửa, từ căn nhà nhỏ của ông Nghị, những bài hát karaoke vẫn cứ được vang lên liên tục. Mà thà là ông hát hay đi, đằng này cái giọng của ông nó khàn đặc, hát nhiều khi còn chẳng kịp theo được nhịp nhạc. Nhưng cứ đều đặn chưa nào ông cũng mở lên để thể hiện tài năng càng hát của mình. Ngay cả bà Tú, vợ của ông, cũng khuyên nhủ chồng của mình không được mà uất ức bỏ đi về ngoại ở. Chỉ còn lại một mình trong nhà, thế là ông Nghị lại càng thoải mái hơn nữa. Tính tới hiện tại đã gần 1 giờ chiều mà dàn âm thanh vẫn cứ hoạt động hết công suất. Tuấn là hàng xóm sát nhà của ông Nghị tức lắm. Anh lúc này lẩm bẩm trời, mẹ cái thằng cha chó đâm này chứ. Tình làng nghe xóm mà báo công an thì cũng kỳ, nhưng mà cứ để như vậy ai chịu nổi. Sự kiên nhẫn cũng đến giới hạn. Tuấn mở cửa phòng bước tới ô cửa sổ rồi gọi với Sang. Ông Nghị ơi, trời nắng ông để cho người ta nghỉ ngơi chút đi, còn đi làm chứ. Đâu có phải ai cũng rảnh rang như ông hả? Thì phần nào là như vậy, nhưng Tuấn biết được rằng không thể ngăn cản được đối phương. Và đúng như vậy thật, ông Nghị dùng chính cái micro đang cầm trên tay mà mắng xa xa. Mẹ mày chứ, tao hát trong nhà tao có hát nhà mày đâu. Không thích thì bịt cái ta lại, còn không phục sang đây tao sống chết với mày đó. Thằng nào cũng chỉ có một mạng sợ cái đích gì. Nghe cái dòng thách thức ngang tàng này của đối phương, Tuấn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Anh trở lại phòng của mình, dùng mấy tấm chăn che hết các khe hở trên cửa, đeo luôn cả tai nghe mở mấy bài nhạc nhẹ. Vừa nằm trên giường, Tuấn vừa lẩm bẩm, ông hay lắm, cứ đợi đấy, rồi có ngày ông phải trả giá. Đến khoảng 3 giờ chiều, Tuấn thức dậy sau cái giấc ngủ không mấy thoải mái của mình. Và tất nhiên tiếng hát của ông Nghị vẫn còn văng vẳng. Anh lấy bao thuốc trên bàn châm một điếu. Mẹ nó chứ, tính ra lão khỏe thật. Hát cái chó gì mà ngày nào cũng tới tận tối mịt mới nghỉ. Mà cái thằng Tòng nó cũng ác thật. Nó biết bố nó trái tính trái nết, còn cho ông cả đống tiền để mua dàn âm thanh xịn nữa. Người tên Tòng vừa được Tuấn nhắc đến đây chính là con trai của ông Nghị. Tòng nghe đâu làm xuất nhập khẩu cho nên có tiền lắm. Sau sự đổ vỡ của bố mẹ, nó liền dọn vào ở với bà Tú vì chỗ ấy gần cảng, thuận tiện cho công việc. Hôm nào được nghỉ thì đến thăm bố và cho ông tiền tiêu xài. Chính vì sự chu cấp của đứa con trai này mà ông mới rảnh rang, cả hát suốt ngày mà không màng tới việc làm lụng hay lao động gì cả. Ngoài Tòng ra, ông Nghị còn có một đứa con trai nữa tên là Khánh. Cậu ta còn nhỏ hơn Tòng đến cả chục tuổi. Khác với người anh trai thành đạt của mình, Khánh học hết lớp 11 thì xin nghỉ, xin đi làm cho một chủ tàu đánh cá. Nhưng làm được một thời gian thì có xích mích với những người làm chung, cho nên Khánh xin nghỉ việc. Từ đó tới nay cậu ta không tìm việc mới mà phụ thuộc luôn vào đồng tiền trợ cấp của anh trai. Trở lại với thực tại, Tuấn thay xong bộ quần áo, đổi thêm cái mũ cối đất sần cũ rồi leo lên xe, chuẩn bị ra đồng thăm ruộng. Đang loay hoay thì anh thấy một bóng người chạy lướt qua. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Tuấn định hình được đối phương là Khánh. Tuấn không rời đi vội bởi sự tiếp theo khiến cho anh khá bất ngờ. Khánh đạp tung cánh cổng sắt bước chân vào trong nhà. Lúc đi ngang qua cái cổng thắt cầm, cậu ta gạt phăng nó xuống. Tiếng nhạc từ dàn karaoke cũng theo đó mà tắt lịm. Giọng của ông Nghị lúc này vang lên. Cái thằng này mà làm cái gì vậy? Sao tắt cầu dao? Hát vì chả hò nhức cả đầu. Ông cố im đi không? Mày cái thằng mất dạy này. Mày học đâu cái thói côn đồ vậy hả? Ông đừng có chọc điên tôi. Đừng nghĩ cái thằng này không có dám làm gì. Vừa nói thì Khánh vừa đá thẳng vào chiếc loa thùng đặt trên kệ. Cô đá làm cho chiếc loa bị lệch đi suýt rơi xuống đất. Ông có tin tôi đập hết trong xem không hả? Khánh hung hăng một thì ông Nghị cũng chẳng vừa. Ông đứng phắt dậy dùng chính cái micro đang cầm trên tay, rồi ném thẳng vào đầu của Khánh. Cô ném vừa nhanh vừa bất ngờ cho nên cậu ta không kịp tránh né.
Chiếc micro rơi xuống đất vỡ làm 3-4 mảnh. Còn Khánh thì trên trán sưng lên một cục giống cả máu. Ông già điên này, ông chán sống rồi hả? Khánh lao tới để ông Nghị ngã xuống đất. Tiếp đến cậu ta dùng hai bàn tay bóp chặt cổ của ông. Cả mắt đỏ lừ như thể biến thành một con người khác vậy. Ông Nghị tuy cũng hung hăng không kém, nhưng với sức lực của mình, ông rõ ràng không thể nào chống cự nổi. Không may Tuấn từ bên ngoài chạy vào kịp lúc. Ông đẩy Khánh ra rồi đưa ông Nghị dậy. Khánh, mày điên à? Sao mày làm vậy? Hai người ít nhiều cũng là bố con cơ mà. Khánh lúc này trừng mắt. Ai thèm bố con với thế này chứ mẹ kiếp. Có ngày ông cũng chết dưới tay của tôi mà thôi. Nàng dứt câu, cậu ta quay lưng đi vào trước hộp tủ để lục tiền. Ông Nghị toan định lao tới nhưng bị Tuấn ngăn cản, anh thì thầm. Thôi ông ơi, cứ để cho nó lấy tiền đi. Tôi thấy cái điệu bộ của nó chắc vừa thu bạc, dây vào chỉ tổ thiệt thân. Thế câu nói của Tuấn cũng có lý, cho nên ông Nghị chỉ còn biết nắm lại hai bàn tay của mình. Còn Khánh sau một hồi lục nọi, cậu ta cũng lấy được mấy trăm ngàn. Trước khi rời đi, Khánh còn ném một ánh mắt lừ đừ nhìn về phía bố của mình. Cái thân tôi sao lại khổ thế này chứ? Ông Nghị ca thán. Mới chỉ một lúc trước thôi, Tuấn còn bực mình với cái sự nghiệp ca hát bất chấp của đối phương. Thế bây giờ anh phần nào thấy xót xa và đôi chút thông cảm. Bởi nhiều khi chính những lời ca tiếng hát này là thứ giúp cho ông Nghị quên đi cuộc đời chua chát của bản thân. Từ nhà ông Nghị trở về, Tuấn leo lên xe toan định ra đầm, thì từ trong nhà Linh, vợ của anh, bước ra rồi cất tiếng. Anh à, có chuyện gì bên đấy vậy? Em nghe hình như có cãi nhau à? Thì cũng là chuyện của thằng Khánh với ông Nghị thôi, còn lạ gì đâu. Cái thằng này, nó không biết khi nào mới trưởng thành được nhỉ? Hôm trước đi chợ em còn nghe người ta kháo nhau là nó chơi cả ma túy đấy anh ạ. Mà một khi dính tới cái thứ này á, không kiểm soát được bản thân đâu, anh cẩn thận đó, kẻo mang họa vào người. Tuấn nghe vợ nói thì đáp, anh biết rồi. Thôi anh ra đồng nha, em ở nhà giặt hộ anh cái tấm màn treo cửa đi, nó bẩn lắm rồi đó. Vâng ạ, để em giặt, anh đi cẩn thận ạ. Tuấn gần gù lái xe nhằm thẳng con đường bê tông trước nhà rồi chạy đi. Trông theo bóng của chồng dần khuất, trước khi vào trong nhà, Linh cũng đích mắt nhìn sang nhà ông Nghị rồi thở dài một tiếng. Chiều tối Tuấn trở về nhà. Hôm nay lúc kiểm tra mấy cái lờ đặt trong mương nước, anh thấy có bà con cá lóc khá lớn bị bẫy. Hí hưởng về nhà, Tuấn lúc này gọi lớn, Linh ơi! Linh đang ở trong nhà nghe tiếng chồng gọi thì vội chạy ra. Anh về rồi à, có chuyện gì vậy? Tặng cho em này. Trời đất ơi, ở đâu vậy anh lớn quá? Ngoài mương nước ruộng nhà mình đấy. Cái này mà đem đi hấp với bầu thì ngon phải biết anh nhỉ. Mà tới tận ba con em sợ mình ăn không hết đâu. Bỏ tủ lạnh thì không còn tươi. Hay là mang trái bớt đi một con, rồi phần còn lại để em làm bữa tối. Tuấn gần gù bất giác trong đầu của anh nghĩ ngay ra một cái tên. Đó chính là ông Nghị. Nhưng nhìn sang thì Tuấn nhận ra cánh cửa của nhà ông đã bị khóa. Còn Linh cô đoán được ý định của chồng cho nên nói chen. Anh định cho ông ấy à? Thôi em bảo rồi mà, tôi nhân mình đừng nên dính dáng gì. Để em mang sang cho chị Tư hàng xóm nhé. Chị ấy cũng hiền lành, hay đi chợ giúp em nữa. Thế cũng được, em mang cho chị ấy đi. Vâng ạ, em đi ngay, anh đi vào tắm rửa đi. Tuấn gật gù rồi bước đi vào trong nhà. Cả đêm hôm ấy phía nhà ông Nghị vẫn im mắng, không có tiếng nhạc từ dàn karaoke nữa. Tuấn cảm thấy thoải mái lắm. Cả Linh nữa, cô nằm bên cạnh chồng rồi thủ thỉ. Phải chi ngày nào cũng được yên tĩnh như vậy, tốt quá anh nhỉ. Nhưng mà chắc cũng được đêm nay thôi, chứ mai mình lại bị khủng bố nữa mà. Mà kể cũng lạ thật, lúc bình thường thì thấy ghét, bây giờ lại cảm thấy thiếu thiếu. Thôi đi, anh đừng có đùa vậy chứ, em thấy phiền chết đi được ấy. Cuộc trò chuyện đến đây thì ngừng lại. Tuấn ôm chặt vợ vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ say. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, vì đến tận trưa hôm sau, cánh cửa của nhà ông Nghị vẫn khóa chặt, đồng nghĩa với việc không nghe tiếng càng hắt của ông vang lên. Tuấn vừa ăn cơm vừa lẩm nhẩm hỏi vợ, Linh ơi, từ sáng đến giờ em có thấy ông Nghị về nhà không? Anh ra đồng sớm nên không có để ý. Linh liền lắc đầu nói, em chả biết nữa, mà hình như là không ấy. Quái nhỉ, ông ấy đi đâu chứ? Sao anh lại quan tâm nhiều vậy? Cứ mặc xác ông ấy, đi đâu không về càng tốt chứ mình đỡ nhức đầu. Về phần của mình, Tuấn không tiếp tục tranh luận với vợ, nhưng trong đầu của anh vẫn thoát ra được suy nghĩ về ông Nghị. Chắc bởi vì hôm qua nghe được câu nói hăm dọa sẽ giết bố của mình của Khánh,
cho nên bây giờ cả ông Nghị và Khánh lại không xuất hiện. Tuấn trộm nghĩ, hay có khi nào thằng Khánh nó... Đúng lúc này thì một tiếng động lớn vang lên ở bên ngoài, làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Tuấn. Ông già chết tiệt này, làm cái gì khóa cổng thế này, có mở cổng không ra thì bảo. Cái giọng nói không lẫn được đi đâu của Khánh, ngay lập tức Tuấn bỏ bát cơm trên tay, chạy về cửa sổ nhìn sang. Trong sân của nhà ông Nghị, Khánh đứng trước cánh cửa bị khóa rồi chửi đầm. Khánh, đi đâu mới về hả? Tuấn cất tiếng hỏi, nghe thấy Khánh đưa mắt nhìn sang, có chuyện gì? À không có chuyện gì, sao tôi thấy bố cậu không có ở nhà từ tối qua, tôi tưởng cậu với ông ấy đi chứ. Anh điên à, tôi đi với ông ta làm gì? Thấy thái độ không mấy thiện cảm của Khánh, Tuấn cũng không muốn đôi co, cho nên quay lại mâm cơm với vợ. Còn Khánh thì mắng chửi thêm vài câu rồi cũng quay lưng bỏ đi. Đến chiều thì thêm một người nhà của ông Nghị xuất hiện, đó chính là Tầm. Anh gọi mãi không thấy bố trả lời thì chạy sang mấy nhà hàng xóm xung quanh. Tất nhiên chẳng ai biết ông Nghị đi đâu. Tầm lo lắng đi tìm thì phát hiện em trai của mình đang vùi đầu trong một sòng bài ở khu chợ tạm. Trước câu hỏi về bố, Khánh lắc đầu. Em không biết, em cũng đang tìm ông ấy đây. Nghe thằng Tuấn hàng xóm bảo ông ấy đi từ tận chiều tối qua. Mày ở cùng với bố mà nói vô trách nhiệm vậy hả? Anh nói hay nhỉ? Ông ấy lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cần người xem chừng. Em cũng cần công việc của em chứ. Công việc á hả? Công việc của mày là cái sòng bài này hả? Hàng tháng tao đều cho tiền mày, chỉ với một nhiệm vụ duy nhất, ở bên cạnh chăm sóc đỡ đần cho bố. Còn bây giờ mày làm như vậy đừng có trách, tao sẽ không cho mày bất cứ một đồng nào nữa. Chưa dứt câu, Tổng quay lưng bỏ đi. Khánh thì do ở chỗ đông người cho nên máu sĩ diện dâng lên cao. Cậu ta lúc này hắng giọng nói, đây chả thèm cái đồng tiền ấy đâu, tự giữ để mà ăn một mình đi. Chờ nhá anh em tối Khánh trở về nhà. Thực ra cậu ta cũng không muốn về đâu, thế nhưng mà túi đã trống rỗng, giờ không về thì chẳng có chỗ nào chứa được cả. Đứng nhìn cái ổ khóa to tướng trên cửa, Khánh nóng máu chửi đầm, mẹ nó chứ, cái lão già chó đâm này, bộ trốn nợ hay sao mà đi đâu như vậy chứ. Khánh vừa nói dứt câu thì đưa chân đạp thật mạnh vào cái chốt cửa. Kết quả là ổ khóa thì vẫn còn chắc chắn, nhưng mà cụm chốt do hơi cũ cho nên bị bật tung. Khánh cứ như vậy bước vào không quên kèm theo những tiếng chửi đồng bâng quơ. Sự bực tức còn lên đến đỉnh điểm bởi sau một hồi lục lọi, cậu ta chẳng thể tìm thấy đồng nào ở trong tủ. Ngay đến cái két sắt bí mật mà ông Nghị hay giấu ở gầm giường cũng không thấy đâu. Quá bực tức, Khánh hất đổ mọi thứ đồ đạc trong phòng rồi mới về phòng của mình để ngủ. Sáng hôm sau, một chiếc xe ba gác chạy từ hướng đường lộ đến đậu trước cổng của nhà ông Nghị. Từ bên trong, Khánh lò mò khuân bộ bàn ghế gỗ ra đặt ngoài sân. Không cần hỏi cũng biết, cậu ta định bán nó đi để có tiền tiêu xài. Hành động này ngay lập tức bị Tuấn bắt gặp, anh tò mò hỏi sang. Ủa Khánh, cậu tính bán nó hả? Bộ bàn ghế này bố cậu quý lắm đấy, cậu hỏi ý kiến ông ấy chưa? Hỏi làm cái đích gì, rách việc. Thằng già đó ôm tiền bỏ đi rồi. Tôi ở đây không bán quách mấy cái thứ này đi để nhịn đói hả? Anh thấy tiếc thì mua lại đi, tôi bán rẻ cho. Còn nếu không mua thì đừng có nhiều lời. Cậu... Có chút bực bội với thái độ này của đối phương, nhưng đúng là anh đâu có quyền gì để can thiệp vào chuyện này. Trước khi vào nhà, Tuấn chỉ lắc đầu rồi lẩm nhẩm, mày đúng là hết thuốc chữa rồi Khánh ạ. Sau khi bán xong bộ bàn ghế, Khánh lại mang số tiền gần 3 triệu đồng đi xả vào sòng bài trong chợ. Còn ông Nghị thì vẫn bận vô âm tín như vậy. Đêm này Tuấn ở nhà một mình vì Linh có một đứa bạn thân bị tai nạn mất, cho nên cô chạy sang để hỏi thăm. Ban đầu anh cũng muốn chở vợ đi, nhưng Linh từ chối vì thấy chồng đã đi làm quần quật cả ngày ở ngoài đầm. Giờ là thời gian để cho anh nghỉ ngơi. Nghe thấy cô nói như vậy cũng có lý, cho nên Tuấn đành gật đầu chấp nhận. Nằm trên giường, Tuấn mở tivi để xem mấy chương trình giải trí. Và rồi từ phía ngoài vọng lại tiếng ré của micro, kèm theo đó là tiếng nhạc của mấy bài hát trữ tình. Thứ thanh âm quen thuộc này làm cho Tuấn nhận ra cái dàn nhạc karaoke của ông Nghị đã được bật. Ông ấy về rồi sao? Tuấn nhíu mày lẩm bẩm. Tuy nhiên đang chờ đợi cái giọng hát như bò giống của ông vang lên thì bất ngờ mọi thứ lại im bặt, cả tiếng nhạc cũng không còn nữa. Ồ, ông ấy không hát à? Cơn tò mò trỗi dậy, Tuấn nhòm khỏi giường. Sau khi ra ngoài phòng khách, anh nhắm mắt nhìn qua ô cửa sổ hướng về nhà của ông Nghị. Mọi thứ vẫn tối om, không có chút ánh sáng nào phát ra. Quái lạ, ông ta không hát sao?
Sự thắc mắc này cũng nhanh chóng được Tuấn tự giải đáp, bởi bây giờ đang là hơn 10 giờ khuya. Trước đây có lần anh và mấy người hàng xóm kiến nghị lên công an, họ xuống giải quyết và chỉ có thể bắt ông Nghị cam kết không hát hò hay làm ồn quá 10 giờ tối. Trong lúc nãy ông ta định hát nhưng phát hiện ra đã muộn cho nên thôi. Bởi chỉ cần một lần phạm lỗi, ông ta chắc chắn bị tịch thu cả dàn theo như bản cam kết. Nghĩ tới đây thì Tuấn phì cười. Cái lão già này tính ra thì cũng biết sợ đấy. Tuấn trở về giường của mình, không hiểu sao anh cảm thấy trong lòng thoải mái và nhẹ nhõm hơn cả. Chắc bởi vì ông Nghị đã xuất hiện trở lại, xóa tan đi những suy nghĩ tiêu cực của anh trong những ngày qua về sự mất tích của ông. Với sự thoải mái hiện tại, anh từ từ chìm vào trong giấc ngủ mê say. Nhưng nếu nói đây là một giấc ngủ ngon thì cũng không hẳn, bởi Tuấn nằm mơ và cái người anh mơ thấy không ai khác chính là ông Nghị. Ông ta đứng ngay trước cổng nhà, nhìn đăm đăm về phía của Tuấn. Ủa, ông Nghị, ông đi đâu vậy? Tuấn lúc này liền cất tiếng hỏi. Ông Nghị vẫn im lặng đưa ánh nhìn hết sức khó chịu về phía của Tuấn. Từ đối phương không nghe thấy, Tuấn bước tới gần hơn. Và đúng lúc này thì anh đứng khựng lại, bởi nhận ra ông Nghị không hề có chân, cả người của ông cứ phất phơ như thể một làn khói vậy. Trường hết gương mặt của ông cũng biến đổi, da rẻ trắng bệch, cặp mắt thì đen ngòm sâu hoắm. Qua kinh hãi trước cái ngoại hình này, Tuấn liền thét lên rồi giật mình tỉnh giấc. Lúc này trời đã sáng, nắng chiếu qua ô cửa sổ rọi thẳng vào trong mặt. Tuấn thở hổn hển, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Từ bên ngoài, Linh bước vào với một cặp mắt lo lắng. Anh Tuấn, anh làm sao vậy? Tuấn thì chưa kịp hoàn hồn lại, anh đưa mắt đảo khắp xung quanh phòng. Anh làm sao vậy, tự nhiên lại hét lên như thế? Tuấn nghe vậy thì liền đáp, anh không sao. Sau đó Tuấn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi thều thào, không có gì đâu, anh mơ thấy ác mộng thôi. Ác mộng? Ác mộng thế nào, anh nói cho em nghe. Không có gì đâu, toàn là mấy thứ linh tinh thôi mà. Tuấn không muốn nói ra vì sợ Linh hoang mang, cho nên anh liền lảnh sang chuyện khác. Nhưng cái hình ảnh kinh khủng của ông Nghị vừa rồi, tuy là giấc mơ thôi, nhưng Tuấn vẫn không thể phủ nhận là nó quá thật. Thật đến nỗi mà da gà của anh vẫn còn đang nổi lên trên cánh tay của mình. Có chắc là không có gì không? Chắc mà, anh chắc mà, không có gì đâu. Nếu mà không có gì thì thôi, anh dậy đánh răng rửa mặt đi, em có nấu cháo đấy, ăn cho nóng rồi đi ra đồng. Tuấn liền gần gù hít lấy một hơi, rồi nhòm dậy bước xuống giường. Một lát sau ăn xong bát cháo của vợ nấu, tinh thần cũng bắt đầu có chút ổn định trở lại. Tuấn thay quần áo, đổi chiếc mũ cối lên rồi lên xe ra đầm. Lúc chạy ngang qua nhà ông Nghị, anh còn đưa mắt nhìn thử, nhưng ở đó không có ai cả. Cánh cửa cũng được thay mới từ sau cái lần đập phá của Khánh. Nhưng mọi thứ tưởng rằng đã kết thúc, tuy nhiên gần như suốt cả ngày hôm ấy, Tuấn luôn luôn có một cảm giác ai đó đang đứng sau quan sát mình. Nhưng hễ khi mà đến gần, anh quay lưng lại thì lại không thấy ai. Cảm giác này làm cho Tuấn hoang mang lắm. Về đến nhà ăn cơm xong thì Tuấn lên cơn sốt, anh được Linh cho uống một liều thuốc tây rồi cứ như vậy mà thiếp đi. Giấc ngủ không theo đúng giờ giấc thường ngày, cho nên đến nửa đêm thì Tuấn tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy Linh đang ngủ say, phát ra từng tiếng ngáy khẽ khẽ. Cơn sốt lúc này cũng đã hạ. Tuấn sợ kinh động tới vợ của mình cho nên cố gắng rón rén hết mức có thể để mang bao thuốc ra ngoài hút. Đứng trước cái mái hiên, Tuấn châm lửa, hít một hơi thuốc căng tràn lồng ngực. Sự sảng khoái khiến cho anh trở nên dễ chịu. Đêm nay trời không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ chốc chốc xuất hiện một vài cơn gió hiu hiu mà thôi. Hút hơn nở điếu thuốc thì Tuấn vô thức đưa mắt nhìn sang nhà ông Nghị. Đèn trong nhà không sáng, mọi thứ yên ắng và hoang vu. Mà cũng chỉ nhìn vậy thôi, Tuấn cũng không có chú ý gì bên ấy cho lắm. Anh hút xong điếu thuốc thì bước ngược trở vào trong nhà để ôm vợ đi ngủ. Thêm một tuần nữa trôi qua, Khánh không biết kiếm được ở đâu một con xe tay ga cũ rồi lái về dựng ở giữa sân. Hễ ai đi qua các cũng đều bóp bóp còi như để khoe. Mà khỏi cần hỏi thì người ta cũng có thể đoán được. Chiếc xe này đâu phải được sở hữu từ sức lao động của chính cậu.
Nhiều khi chỉ là vài ván bài đánh thắng rồi mua được nó. Rồi vài hôm nữa khi mà thua bài, Khánh sẽ mang bán nó đi để có tiền gỡ gạc. Còn Tuấn thì anh vẫn là một anh nông dân chăm chỉ. Mảnh ruộng lúc này cũng bắt đầu trổ đồng. Nhìn những đám lúa xanh mơn mởn, Tuấn thầm nhủ. Đợt này thu hoạch xong, mình sẽ đổi cho Linh một chiếc điện thoại mới. Chứ tính ra cái cũ mua từ tận lúc cưới đến giờ, số tiền dư còn lại để dành sau này lo cho con cái. Mà nhắc đến Tuấn thì cũng có chút chạnh lòng, bởi là anh không giỏi chuyện dựng chiếu cho lắm, cho nên hai vợ chồng cố gắng mãi mà không sinh nở được. Nhiều lần thì Tuấn chưa ra đến chợ đã hết tiền, thế là đâm ra sự tự ti, không dám đề cập đến chuyện quan hệ với vợ thường xuyên. Trên nay Tuấn từ ngoài đồng về, anh chưa vội đi tắm rửa vì người vẫn còn nhễ nhại đầy mồ hôi. Ngồi dưới mái hiên, Tuấn châm điếu thuốc rồi phì phèo. Linh ở trong bếp đang chuẩn bị bữa trưa. Người thấy một mùi thơm quen thuộc, Tuấn liền cất tiếng. Hôm nay vợ của anh nấu món gì mà thơm vậy? Là lẩu cua đồng đấy. Trời đất ơi, hôm nay có chuyện gì mà em lại nấu cái món này? Bình thường em ghét nhất là làm lẩu cua cơ mà, còn sợ bị kẹp tay. Có gì đâu, em thấy chồng em vất vả suốt ngày, phải nấu món anh thích để tầm bổ chứ. Đúng là lấy được cô vợ tâm lý mà, anh kiếp trước chắc phải tu nhiều lắm nhỉ. Gớm nữa, đừng có mà dẻo miệng, lo mà tắm rửa đi rồi ăn, lẩu sắp chín rồi đấy. Anh biết rồi. Vừa nói Tuấn vừa cố gắng rít điếu thuốc đang cầm trên tay tròn hít. Thế nhưng rồi cũng đúng lúc này thì anh lại nghe có một tiếng động lớn phát ra bên tai của mình, nghe như thanh âm của bát đĩa vỡ vậy. Nhà ông Nghị. Tuấn lẩm bẩm khi nhận ra thứ thanh âm kia phát ra. Cơn tò mò thôi thúc anh liền nhổm dậy, đưa mắt để nhìn sang. Từ trong nhà của ông Nghị, Khánh liền chạy ào ra. Gương mặt của cậu ta lúc này trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu. Chưa hết, Khánh thậm chí còn không màng đến chuyện đóng cửa, mà cứ như vậy leo lên xe, rổ ga rồi phóng đi. Quái, cậu ta đi đâu vậy chứ? Câu hỏi của Tuấn không thể được giải đáp bởi đối phương đã đi mất hút. Linh lúc này đã bê được nồi lẩu từ trên bếp lên. Thấy chồng đang đứng thử người ở ngoài sân, ánh mắt nhìn chằm chằm về nhà ông Nghị, cô lúc này liền hỏi. Anh à, có chuyện gì vậy? Thằng Khánh nó lạ lắm, tự dưng nó bỏ nhà đi. Như là bị ma đuổi vậy đó. Ôi dào ơi, nó thì có ma túy đuổi chứ cái ma nào. Thôi anh mau vào trong tắm rửa đi, lâu nay mà để nguội thì nó tanh lắm, ăn không ngon nổi được đâu. Anh biết rồi. Tuấn liền dập điếu thuốc xuống dưới đất rồi quay lưng lững thững bước về nhà vệ sinh. Đã gần hết ngày kể từ khi Khánh bỏ đi trong bộ dạng hoảng hốt cho đến bây giờ, cậu ta vẫn chưa quay trở lại. Và việc này đồng nghĩa với việc nhà ông Nghị vẫn để cửa mở toang hoác. Tuấn lúc này đứng ngoài sân nhìn sang rồi chép miệng. Không biết hai bố con nhà nó bị cái gì nữa. Cái thằng Khánh chẳng lẽ nó không sợ ăn trộm rồi khoáng hết đồ đạc hay sao? Mình có nên bên ấy giúp đóng cánh cửa lại không chứ? Đang phân vân thì từ phía nhà ông Nghị, tiếng bộ loa karaoke của ông lại vang lên. Ủa, ông Nghị ông ấy về rồi sao? Tuấn giật mình. Sự tò mò khiến cho Tuấn không thể kìm nén được nữa. Thế là anh liền mở cổng lò mò bước sang. Lúc đứng trong sân của nhà ông Nghị, anh chưa bước vào vội mà cất tiếng gọi. Ông Nghị ơi! Vừa dứt câu thì tiếng nhạc liền dừng lại. Tuấn lúc này thầm thì nghĩ chắc là ông Nghị đã quen được tiếng của mình cho nên chuẩn bị bước ra. Nhưng mà đợi 1, 2, 3, 4 phút trôi qua, mọi thứ vẫn im ắng như vậy. Tuấn nhíu mày gọi thêm một lần nữa. Ông Nghị ơi, ông Nghị ơi! Vẫn là một sự im lặng đến khó chịu. Tuấn nhíu mày không đứng ở đó nữa mà bước thẳng vào bên trong. Trong gian phòng khách, chả có đèn đóng gì cho nên không khí có vẻ u tối lắm. Tuấn liền đảo mắt một vòng rồi miệng lại gọi. Ông Nghị ơi! Mày qua đây làm gì? Bất ngờ từ phía trong góc căn phòng phát ra một thứ âm thanh quen thuộc. Đó chính là tiếng của ông Nghị. Tuấn lúc này liền thở vào rồi nói. Ôi giời, ông đây rồi. Mấy hôm nay ông đi đâu vậy? Sao tôi chả thấy ông ở nhà? Không có phải việc của cậu. Mau đi về đi. Tôi cút đi. Một chất giọng khàn đặc của ông Nghị làm cho Tuấn giật mình. Và tất nhiên là anh cảm thấy lòng tốt của mình đã bị đặt nhầm chỗ. Cơn tự ái nổi lên. Tuấn lúc này cứ như vậy quay lưng rồi đi thẳng. Lúc ra đến cửa anh còn nghe văng vẳng tiếng của ông Nghị hát
lại còn cái giọng lạc nhịp không thể lẫn được đi đâu. Về đến nhà, Tuấn ngồi bịch xuống ghế, châm điếu thuốc để hút cho vơi bớt cơn bực dọc trong người. Đúng lúc này thì Linh đi chợ về tới. Trên chiếc giò xe đạm của cô chất đầy rau và thịt. Nhận ra cái vẻ mặt không mấy thoải mái của chồng, Linh lúc này liền hỏi: "Anh ơi, có chuyện gì vậy? Trông anh có vẻ không được vui cho lắm." Tuấn lúc này thở dài kể về cuộc nói chuyện đầy bực mình của mình với ông Nghị. Nghe xong thì anh liền chép miệng nói dẫy: "Đâu lần được cười mà. Đã vậy lần sau đừng có trách sao thằng này không có ngỡ ngàng tí nữa." Còn Linh thì cô vẫn tỏ ra bất ngờ lắm. Cô lúc này liền vội vàng hỏi: "Anh nói sao? Anh nói chuyện với ông Nghị à?" "Ờ." "Anh đừng đùa chứ, sao có thể chứ?" "Sao lại không chứ? Thì em thấy ông ấy đâu có ở nhà, sao anh lại nói chuyện được chứ? Bộ ông ấy về nhà rồi sao?" "Về rồi, mà thôi bỏ đi. Anh không muốn nhắc đến cái lão già đó nữa." "Ờ, vâng, em biết rồi." Linh nói đến đây thì vội vàng mang đống đồ trên xe của mình vào bên trong. Khi vào đến gian bếp thì cô run rẩy tới mức đánh rơi luôn cả đống đồ xuống đất. Và tất nhiên chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Linh run rẩy bởi cô làm sao có thể tin rằng câu chuyện của Tuấn vừa kể là sự thật. Bởi chính cô là người biết rõ ràng nhất, ông Nghị không thể nói chuyện được nữa. Ông ta đã chết. Giờ đây trong đầu của cô như thể một cuốn phim được tua ngược lại. Ngọn nguồn của mọi chuyện bắt đầu từ khoảng hơn 2 năm về trước. Thời điểm mà tần suất những lần sinh hoạt giường chiếu của vợ chồng Linh giảm đi đáng kể. Mà đối với một người 26 tuổi xuân xanh như cô thì làm sao có thể chịu đựng được. Vừa rồi trong một lần lên chợ huyện chơi, Linh vô tình bắt gặp Tổng, con trai của ông Nghị hàng xóm. Sau khi biết Linh đang đợi xe thổ thì Tổng ngỏ ý được chở cô về. Ban đầu Linh cũng nghĩ là chỉ đi nhờ xe mà thôi. Nhưng trong suốt quãng đường, cô nhận ra mình và đối phương nói chuyện rất hợp với nhau. Ngồi sau xe thỉnh thoảng đi qua ổ gà, Linh lại chạm vào tấm lưng rắn chắc của đối phương. Mùi đàn ông toát ra từ đó khiến cho ruột gan của cô cứ nóng lên như con lửa đốt. Không biết có phải cố tình hay không mà Tòng lại bất ngờ hỏi về chuyện cuộc sống của Linh. Và với lửa tình đang hừng hực, cô không ngần ngại tuôn ra những tràng tâm sự và nỗi khổ thiếu thốn chuyện chăn gối. Chuyến đi về nhà sau đó dài hơn thêm 2 tiếng đồng hồ vì Tòng bận đưa Linh tấp vào một cái nhà nghỉ ven đường. Tại đây lần đầu tiên Linh được nếm trải một cuộc yêu trọn vẹn là như thế nào. Khỏi phải nói cô hoàn toàn quên đi việc mình đã có gia đình. Được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Cứ điều đặn tuần nào cũng vậy. Tuấn vừa đi vắng thì Tòng lại chạy sang hú hí với cô. Linh chọn chính căn nhà của Tuấn để cắm sừng anh. Bởi Tuấn thường không từ ngoài đồng chạy về giữ chừng. Và lại bên mé nhà hoàn toàn bị mấy chậu cây cảnh che khuất. Tòng chỉ cần leo vào rồi mò sang là xong. Thỉnh thoảng có cớ lên chợ huyện thì cả hai xem như là đổi gió. Được một khoảng thời gian thì nhà Tòng xảy ra chuyện, anh ta phải về nhà mẹ mình để sinh sống. Những cuộc hẹn hò cũng vì vậy mà trở nên khó khăn hơn. Tòng chỉ có tòm tem với Linh qua những lần về thăm bố. Và trong cái ngày định mệnh ấy, khi Tuấn vừa ra đồng sau cái màn ngăn can vụ ẩu đả giữa hai bố con ông Nghị thì Tổng cũng tìm tới. Ban đầu anh hỏi thăm sức khỏe của bố mình, tiếp đến dối cho ông vài triệu đồng tiêu xài. Thường ngày thì ông Nghị tiếp tục với màn hát hò của mình, thế nhưng mà do còn bực tức Khánh cho nên ông vào trong phòng để nằm nghỉ. Tổng thấy như vậy thì vội vàng lẻn qua nhà Linh, nhưng tưởng đâu lần này lại là việc chót lọt, thế nhưng không. Sau khi màn ân ái nảy lửa kết thúc, Tổng toan định trở về nhà thì anh nhận ra ông Nghị lúc này đang đứng ở ngoài sân nhìn chằm chằm vào mình. "À, bố, sao lại đứng ở đây?" "Tao hỏi mày mới đúng, mày đang làm cái gì vậy?" "À, con qua nhà anh Tuấn chơi thôi mà." "Chơi hả? Mày chơi cái gì? Mày chơi con vợ của nó sao?" Biết chuyện đã bị bại lộ, Tòng lúc này vội nhảy qua hàng rào rồi cuống quýt. "Bố, con xin bố, bố đừng nói cho anh Tuấn biết, chứ nếu không có khi con bị anh ấy đánh chết mất." "Cái thằng mất dạy, sao mày lại có thể làm được cái chuyện thắng tận lương tâm vậy? Mày có biết chính thằng Tuấn lúc nãy vừa cứu mạng ta không à?" "Bố, con xin lỗi." "Không có xin xỏ gì nữa. Lần này ta không bao che được cho mày đâu. Chuyện vỡ lở rồi chúng mày thích thì cưới nhau, chứ cứ lén lút sau lưng thằng Tuấn như vậy thì tội cho nó lắm." Nói đến đây thì ông Nghị đi vào nhà để chờ Tuấn về.
Tâm lúc này nóng như lửa đốt, mà anh ta thừa hiểu trước giờ bố mình chẳng bao giờ nói đùa. Ông nghĩ nếu nói thì chắc chắn là sẽ làm. Không được, có chết cũng không thể để chuyện này xảy ra. Tòng đi ngay theo sau lưng của ông Nghị, và khi ông vừa bước qua khỏi cánh cửa thì Tòng vớ lấy cái gạt tàn thuốc giơ lên rồi dùng hết sức bình sinh đập mạnh xuống đất. Cú đập mạnh tới mức sau cái âm thanh khô khốc thì ông Nghị đổ gục xuống chết ngay tại chỗ. Sau khi kiểm tra thì ông không còn thở nữa thì Tòng lại càng thêm lo sợ. Mày đã làm gì thế này? Tòng ơi, mày đã làm gì thế này? Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Sau khi định thần trở lại, anh leo rào chạy sang nhà của Linh để nhờ cô giúp đỡ mình một tay. Ban đầu thì Linh cũng hoảng sợ lắm, thế nhưng nghĩ nếu bị Tuấn phát hiện thì lại càng khổ hơn. Mà để cho Tòng bị vướng vào vòng lao lý thì sau này lấy ai làm cho cô sung sướng được nữa đây? Thế là đôi gian phu dâm phụ bắt đầu tìm cách thủ tiêu cái xác của ông Nghị. Và rồi Tòng chọn cách đào hố chôn xác bố mình ngay sau nhà vệ sinh. Bởi lớp gạch ở khu vực này đã cũ bong lên hết. Còn Khánh thì là một đứa đến cả căn nhà này suy sụp xuống, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Mà nếu Khánh có phát hiện ra xác của ông Nghị đi chăng nữa, thì nghi phạm duy nhất cũng chính là cậu ta. Bởi lần cuối cùng có người nhìn thấy ông Nghị còn sống là lúc mà Khánh đe dọa rồi giết ông cơ mà. Trong khi nhân tình chôn xác của bố, Linh ở trong phòng khách phụ làm giả hiện trường. Cả hai còn tinh vi đến độ lấy cả tiền bạc trong nhà, vài bộ quần áo để Khánh có về nhà cũng nghĩ rằng ông Nghị đã bỏ nhà mà đi. Xong xuôi thì đồng hồ cũng đã chỉ hơn 5 giờ chiều. Linh phải rời nhà Tuấn về nhà. Tòng cũng nhanh tay lấy chìa khóa khỏi cửa. Cứ như vậy chẳng một ai phát hiện ra tội ác của cả hai người. Trở lại với hiện tại, Linh lúc này run rẩy nghĩ. Không thể nào. Làm sao mà anh Tuấn nói chuyện được với ông Nghị được? Hay là... Vốn là một người mê tín, cô nghĩ ngay đến khả năng xuất hiện chuyện tâm linh. Hay nói một cách cụ thể hơn, có thể là vừa rồi Tuấn đã nói chuyện với vong linh của ông Nghị. Linh cũng liên tưởng tới việc mấy hôm trước Tuấn kể chuyện Khánh bỏ chạy khỏi nhà với một vẻ mặt hoảng hốt như thể gặp ma. Thôi đúng rồi, vậy thì đúng rồi, ông Nghị, ông ấy... Sự lo lắng đã lên đến đỉnh điểm. Tranh thủ lúc Tuấn đi tắm, Linh lấy điện thoại rồi gọi cho Tầm. Mất một lúc thì đối phương mới nhấc máy. Linh sốt ruột gắt. Anh làm gì mà bây giờ mới nghe máy hả? Anh còn đang chưa hết ca làm mà. Em yêu sao vậy? Nhớ anh rồi hả? Nhớ nhung gì? Lớn chuyện rồi đấy. Sao? Lớn chuyện gì? Linh thuật lại mọi thứ cho nhân tình nghe. Nhưng trái ngược với cô, Tầm nghe xong lại bật cười khanh khách. Trời đất ơi, Linh ơi là Linh, sao em lại có thể nhẹ dạ như vậy? Ma với chả quỷ trên đời này không có đâu. Mà cứ cho là có đi chăng nữa, sao ông ta không hiện hồn lên vạch mặt mình đi chứ? Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì. Em đừng có mà thần hồn nát thần tính như vậy, rồi làm lộ hết chuyện là chết cả nút đấy nghe chưa? Em... Linh Toàn nói gì thêm nữa, nhưng mà lúc này thì Tuấn cũng đã tắm xong, cho nên cô vội vàng tắt máy, xóa luôn lịch sử của gọi với Tùng. Cả đêm hôm đó tuy không nói ra nhưng Linh bất an lắm. Cơ hễ chợp mắt một lát thì cô lại mơ thấy hình ảnh của ông Nghị bị giết. Ngày sáng hôm sau thì Linh quyết định tìm tới nhà của một ông thầy bói có tiếng trong vùng để xin một lá bùa cầu bình an rồi xua đuổi tà khí. Không biết có phải lá bùa phát huy tác dụng hay là hiệu ứng tâm lý mà Linh không còn thấy bồn chồn lo lắng nữa. Còn Tuấn sau lần nói chuyện câu mấy thân thiện với ông Nghị thì anh cũng không quan tâm bên ấy nữa. Nhưng tưởng đâu mọi thứ cứ như vậy trôi qua. Cho đến một buổi sáng nọ, Linh giật mình khi thấy một chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà ông Nghị. Từ trên xe hai người một nam một nữ bước xuống, trông họ cũng chẳng tuổi của cô mà thôi. Ai vậy nhỉ? Sự thắc mắc của Linh còn được nhân lên khi mà cô nhận ra hai người kia có kéo theo hai ba chiếc vali. Chẳng lẽ họ đến đây để ở? Căn nhà này bị bán rồi sao? Đem thắc mắc này Linh gọi cho Tổng để hỏi thử. Và ngay cả anh ta cũng bất ngờ không kém. Sao? Ai em nói gì? Ai dọn tới? Em không biết. Trông họ lạ lắm. Em chưa từng gặp qua bao giờ. Hay là thằng Khánh nó bán nhà cho họ? Không. Làm sao bán được chứ? Giấy tờ nhà để tuyên bố cơ mà. Nếu bán thì phải có chữ ký của ông. Thôi được rồi. Em cứ để đó anh chạy sang hỏi thử. Vâng, anh qua đi. Có gì báo cho em biết, chứ em sợ người ta vào ở trong đó rồi lại...
Ờ thôi cúp máy đi, anh đi đây. Sau khi ngắt cuộc gọi, Tòng lập tức xin nghỉ làm rồi chạy lái xe về nhà của ông Nghị. Đến nơi thì đúng như những gì mà Linh nói, bên trong nhà đã có người ở và cũng không mất quá nhiều thời gian để anh ta nhận ra. Một người là Phúc, con gái của người chú trong họ, người còn lại là Lan, vợ Phúc. Chồng thấy Tòng, Phúc liền chạy tới tay bắt mặt mừng. Anh Tòng, anh sang chơi hả? Chờ cái gì? Ai cho chúng mày dọn đến đây? Ờ, em có hỏi anh Khánh rồi mà, anh ấy cho mà. Sao chúng mày không hỏi tao? Tao cho phép chưa hả? Từ trong nhà Lan bước ra, cô này có vẻ đanh đá hơn chồng cho nên nói chen. Anh Tòng, anh đừng có vô lý như vậy. Gia đình bố mẹ ly hôn, anh theo mẹ anh cho nên căn nhà này đâu có còn tên anh trong hộ khẩu nữa. Ban đầu vợ chồng em cũng đã hỏi bác Nghị, nhưng mà không liên lạc được, thì bọn em phải hỏi anh Khánh thôi. Chứ nói trắng ra anh làm gì có quyền. Mày... Tâm tức đến nỗi hai mắt lòng lên sòng sọc, anh lấy điện thoại ra gọi cho Khánh. Khoảng chừng hơn nửa giờ đồng hồ sau thì cậu ta cũng có mặt. Vừa trông thấy em trai, Tâm liền lao đến túm cổ. Cái thằng chó này, ai cho mày cho người lạ vào nhà của mình như vậy? Mày hỏi ý kiến tao chưa? Khánh cũng chẳng vừa khi vừa gạt tay của Tổng ra, hất hàm nói bằng một giọng lạnh lùng. Ông bị điên à? Ông là cái thá gì tôi phải hỏi? Tôi tưởng ông không quan tâm tới cái nhà này chứ. Mà cái thằng Phúc đây cũng là anh em trong họ. Chúng nó mới cưới nhau, tài chính chưa có nhiều. Tôi cho chúng nó ở lại đi thì tốt chứ sao? Trong những lúc như vậy mới thấy ai có lầm, chứ không phải cái loại đạo đức giả nhanh đâu. Bậy mày tao cái gì? Bây giờ anh đứng trong nhà tôi đấy, thích làm loạn thì để tôi gọi công an tới. Tổng tức tới mạch máu muốn sôi lên, nhưng anh ta cũng nhận thấy việc càng đôi co thì càng bất lợi cho nên đành rời đi. Khánh nhìn theo bóng lưng của anh trai mình mà nhếch mép cười đầy khoái chí. Thực ra lý do Khánh cho vợ chồng Phúc tới ở không hề xuất phát từ lòng tốt, mà vì khoản tiền 20 triệu Phúc hứa cho gã coi như tiền thuê nhà cho đến khi hai vợ chồng tìm được nơi ở mới. Anh Khánh, Lan đòn đả, bọn em cảm ơn anh đã nói giúp nha. Có cái gì đâu, chuyện của hai đứa cũng là chuyện của anh. Sau này cái thằng cha đó có tới nữa thì chúng mày cứ gọi cho anh. Vâng ạ. Mà sắp cũng tới giờ cơm trưa, em mời anh ở lại ăn cơm với vợ chồng em. Thôi thôi thôi. Khánh lắc đầu, thoáng chút liếc mắt nhìn vào bên trong, và tất nhiên là cậu ta từ chối ngay. Bởi Khánh làm sao có thể quên được cái hôm định mệnh ấy. Lúc cậu đang nằm trong buồng, trông thấy ông Nghị đứng ngay góc đối diện. Trông ông hết sức kinh dị vì làn da trắng bệch, trên đầu máu chảy xuống ròng ròng. Ông đứng đó trừng mắt nhìn chằm chằm, làm cho cậu muốn đứng tim. Chỉ trong trước mắt ông Nghị biến mất, và cũng chỉ tới đây, Khánh đã vội lao ra ngoài bỏ chạy thục mạng. Từ hôm đó tới giờ, tuy không biết cái thứ mình thấy rốt cuộc là gì, nhưng cậu ta vẫn không dám về nhà thêm lần nào nữa. Trở lại hiện tại, từ lúc nãy đến giờ còn có thêm một người nữa lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện, đó chính là Linh. Cô lo lắng lắm, bởi nếu vợ chồng Phúc ở đây, sẽ có thể họ phát hiện ra thi thể của ông Nghị. Tuy đã dọn dẹp mọi thứ kỹ lưỡng, nhưng tốt nhất vẫn không nên để lộ. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại làm cho Linh giật mình. Người gọi cô lúc này không ai khác chính là Tầm. Thế như vậy Linh liền nhấc máy ngay. Em đây. Vừa rồi em nghe hết chuyện chứ? Em nghe rồi, bây giờ phải sao đấy anh? Mẹ kiếp cái thằng chó đó, đúng là cái thứ phá hoại mà. Thôi cứ bình tĩnh đi. Em thử nhớ lại xem hôm ấy mình có bỏ sót gì không? Không, em kiểm tra kỹ rồi. Đến đôi bao tay em mang, em cũng đem đốt bỏ mà. Vậy thì được rồi. Cứ cho như xác bố bị phát hiện, cũng chẳng ai nghi ngờ gì mình cả. Mà này, sắp tới nếu có cơ hội, em cứ thử làm thân, bắt chuyện với vợ chồng thằng Phúc để dò la nhé. Em hiểu rồi. Câu trò chuyện kết thúc, Linh như thường lệ vẫn đem xóa lịch sử cuộc gọi. Có chút bất an trong lòng, cô liền chạy ngay vào phòng, rồi mở cái hộp tủ. Bên trong có lá bùa mà lần trước xin của ông thầy bói. Cầm nó trên tay, cô lẩm nhẩm: còn lại thần Phật, xin phù hộ cho con qua được kiếp nạn này. Đến chiều, Tuấn từ ngoài đồng trở về. Vừa dừng xe xong, anh đang nghe tiếng gọi từ bên nhà ông Nghị. Anh Dì ơi! Tuấn quay sang cũng bất ngờ hơn khi đối phương là một người hết sức xa lạ. Chào cậu là... em tên Phúc. Em là cháu họ của bác Nghị. Sau hai vợ chồng em mới cưới chưa có chỗ ở, cho nên được anh Khánh cho sang đây ở tạm. Sắp tới mình là hàng xóm của nhau, có gì anh chiếu cố nha. Người ta bảo bán anh em xa mua láng giềng gần. Tuấn gật gù sau màn giới thiệu tên tuổi. Hai người cũng lấn sân sang những sở thích thường ngày. Vừa rồi Tuấn nhận ra đối phương cũng thích câu cá với mình. Thế nên họ hẹn nhau ngay chiều ngày hôm nay, sẽ xách cần câu ra bờ sông để câu.
Mối quan hệ hàng xóm này tiến triển nhanh lắm. Chỉ một tuần sau, Phúc gần như ngày nào cũng sang nhà Tuấn để chơi. Còn Linh thì nhớ tới lời của Tổng dặn, cô tiếp cận Lan để dò hỏi chuyện bên nhà ông Nghị. Chiều này Tuấn và Phúc câu được đầy một giỏ cá. Sáng trời chuyển cơn mưa phùn cho nên cả hai bàn nhau là một nồi lẩu để cả hai lai dai. Khi đã ngà ngà, Tuấn lúc này mới hỏi: tính ra cậu cũng ở đây được khá thời gian rồi chứ nhỉ? Thế mọi thứ thế nào, có thích không? Trước câu hỏi của đối phương, Phúc gật gù vừa lấy chai rượu vừa đáp: ờ thì cũng ở được. Thế nhưng mà không hiểu sao thỉnh thoảng em cứ nằm mơ thấy thứ bậy bạ thôi. Sao, cậu mơ thấy gì mà bậy bạ? Nói chung là cũng không rõ lắm. Còn Lan vợ em mới mệt đấy, cô ấy bị bóng đè suốt. Có đêm em tỉnh dậy thấy cả người cô ấy cứng đờ, hai mắt trừng trừng há hốc lắm. Tuấn lúc này nhíu mày: thế thì cũng lạ thật nhỉ. Mà thôi kệ đi, chắc là do bọn em mới tới còn lạ chỗ thôi mà. Tuấn như sực nhớ ra điều gì liền hỏi thêm: à mà này, từ hôm tới đây đến giờ cậu không gặp ông Nghị à? Không, bà ấy đi đâu rồi em cũng có hỏi anh Khánh, nhưng ngay lắc đầu bà không biết. Em đang sợ nếu một ngày bác Nghị về á, nhớ đầu bác ấy không cho vợ chồng em ở nữa thì khổ. Mà thôi đừng có nói chuyện này, mình đổi chủ đề cho vui đi. Tuấn gần gù, cả hai lại bàn luận xong vấn đề cuộc sống gia đình. Phúc hỏi: anh Tuấn này, hình như anh với chị Linh lấy nhau cũng lâu rồi nhỉ? Sao hai người chưa tính tới chuyện con cái? Vợ chồng em tuy mới cưới nhưng mà cũng sắp lên kế hoạch là một đứa rồi đấy. Trước câu hỏi cậu Phúc, Tuấn khó xử lắm, anh chỉ biết ấp úng: cái này tôi với vợ chưa có kế hoạch, do chưa ổn định kinh tế mà. Phải lại còn trẻ, từ từ hãy tính. Vâng ạ. Anh nói vậy cũng đúng, mình phải có tiền thì mới lo được cho con chu toàn. Thôi uống đi anh, rượu này ngon thật đó. Ờ uống đi. Cả hai nâng ly dốc cạn ly, cuộc nhậu cứ như vậy kéo dài cho đến tận khuya tàn. Những tưởng đầu câu chuyện của hai người chỉ là vô thưởng vô phạt, nhưng thật không ngờ Linh cấn thai thật. Suốt là tháng này cô đã trễ kinh tới hơn 10 ngày. Thế bất an Linh mùa quay về thử thì đúng là hai vạch. Khi phát hiện mình có con, cô nửa mừng nửa lo, bởi không biết cha của đứa bé là ai, là người chồng bất lực tin Tuấn hay gã nhân tình sẵn sàng được cô tới bến bờ của sự đê mê. Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ thì Linh cũng quyết định nói cho Tuấn biết, bởi cho dù tần suất quan hệ của cô với chồng không nhiều, nhưng mỗi tháng cũng được khoảng 1-2 lần. Cho nên giờ nói mình có thai thì chắc anh cũng không nghi ngờ gì. Và đúng là Tuấn không nghi ngờ gì thật. Lúc Linh cầm que thử thai hiện rõ hai vạch lên cho chồng, Tuấn như bắt được vàng. Anh giao lên sung sướng, bỏ cả buổi đi ra đồng đưa vợ lên huyện, sắm sửa đồ đạc quần áo và mấy hộp sữa dinh dưỡng cho bà bầu. Chờ hết, Tuấn bắt đầu đi khoe khắp nơi mình đã có con, và tất nhiên không thể thiếu vợ chồng của Phúc. Phúc ơi, em đây, có chuyện gì vậy anh? Có rồi. Tuấn mừng đến nỗi nói lắp bắp như người bị tật. Phúc không hiểu cho nên hỏi: Anh có gì? Không phải anh, Linh vợ anh, và anh có bầu. Trời đất ơi, thật hả? Phen này anh phải ăn mừng lớn đấy. Tất nhiên rồi. Cậu mau tắm rửa đi, tôi đi mua ít mồi về hai ta lai dài nhá. Ồ, chắc hôm nay không được đâu anh. Sao vậy? Em chuẩn bị vào viện, và em tự nhiên phát sốt mê sảng từ sáng. Em phải đưa cô ấy vào viện tranh thủ về lo soạn đồ đạc mang vào đây này. Trời đất ơi, vậy mà tôi không biết gì cả. Thôi thế cậu đi đi nhá, để tôi về nói với vợ, rồi có gì vào thăm cô Lan sau. Vâng ạ, em đi nhá. Mà chúc mừng vợ chồng anh chị. Để Lan khỏe mạnh rồi tan mừng thật lớn nhá. Rồi, nhất trí. Tuấn quay trở về nhà với gương mặt hơi có chút lo lắng. Trông thấy vậy, Linh liền hỏi: có chuyện gì vậy anh? Thế là Tuấn liền kể lại cho vợ nghe chuyện của Lan. Nghe xong, Linh vợ suýt xoa: cô ấy tội thật nhỉ, hay mình vào thăm đi. Anh cũng định bảo em như vậy, giờ mình đi luôn chứ. Vâng ạ, để em thay quần áo đã. Lúc hai vợ chồng vào tới bệnh viện huyện thì đồng hồ đã chỉ sang hơn 5 giờ chiều. Ấy vậy mà không khí nhộn nhịp ở đây vẫn chưa có dấu hiệu thiên giảm. Phải mất thêm một lúc, Tuấn mới trông thấy Phúc đang ngồi trên hàng ghế đá, cả mắt nhìn vào điện thoại để xem gì đó. Phúc, Phúc. Tiếng gọi làm cho Phúc giật mình, có chút mừng rỡ khi nhận ra người chồng hàng xóm. Anh đưa tay liền vẫy: anh Tuấn, chị Linh, trời đất ơi, muộn thế này rồi, sao không để sáng mai rồi đến? Có gì đâu, tôi về nói với vợ cô ấy bảo vào đây thăm chị ấy. Thế tình hình vợ cậu thế nào? Hạ sốt rồi anh ạ. Cô ấy mới uống thuốc rồi nằm nghỉ trong phòng. Em tranh thủ ra ngoài này làm điếu thuốc cho tỉnh táo. Anh chị muốn vào thăm thì cứ vào đi. Lan mà thấy hai người chắc vui lắm đó.
Ồ, thế chúng tôi vào nhé. Nói đến đây, Tuấn dắt tay của Linh men theo hành lang trước mặt để vào phòng bệnh. Vào đến nơi không khó để họ nhận ra Lan. Cô lúc này đang nằm trên một chiếc giường trong góc, xung quanh là vài bệnh nhân khác và người nhà của họ. Lan! Linh khẽ lên tiếng gọi. Lan cũng bất ngờ không kém, cô thốt lên. Trời đất ơi anh chị, hai người sao lại tới được đây? Chú Phúc nói với anh Tuấn đấy, em thấy trong người sao? Em đỡ rồi. Đang trong mùa dịch bệnh sốt xuất huyết đó, em ngủ không có chịu mắc màn rồi bị muỗi cắn chứ gì? Không, em không phải bị muỗi cắn rồi sốt xuất huyết đâu, em bị... Sao? Em không ngại cứ chia sẻ với anh chị đi. Không phải ngại, mà em sợ nói ra hai người không tin. Thì em cứ nói đi, chứ nói mà sao nghĩ là chị không tin cho nổi. Lần nữa cầm mắt nhìn Linh và Tuấn, rồi lại đảo một vòng quanh phòng, xong xuôi cô liền thì thầm. Em sốt tới mức phải nhập viện là vì thế ma đấy. Cái gì? Ma ở đâu? Sao lại thế ma? Ở ngay trong nhà em thấy bác Nghị. Sao? Lần này thì đến lượt Tuấn thốt lên. Em nói gì vậy Lan? Em bảo em thấy ma rồi thấy ông Nghị là sao? Thì bác Nghị là ma đấy. Thôi nào, lại chuyện gì nữa đây? Em nói thật mà, em nghĩ bác Nghị là ma đấy. Lan được cặp mắt sợ hãi của mình nhớn lên rồi bắt đầu kể. Từ lúc về căn nhà ấy tới giờ, em luôn có một cảm giác là trong nhà có người khác. Nhiều lúc nửa đêm em nghe tiếng vặn vòi nước, rồi tiếng bắt đũa khua dưới bếp. Nhưng mà chỉ một mình em nghe thấy thôi. Anh Phúc cứ bảo là không nghe gì. Tiếp tới em bị một cái bóng đen đè lúc ngủ. Và đỉnh điểm sáng nay lúc mà đang chuẩn bị nấu bữa sáng, em nghe có tiếng người gọi mình. Quay lại thì đập vào mắt của em là bác Nghị. Bác ấy đứng giữa cửa bếp tay chân buông thõng. Mà đáng sợ nhất là trên đầu của bác máu chảy ròng ròng ướt đẫm cả cái áo đang mặc. Bác nhìn em rồi mở miệng thều thào là cứu, cứu bác với Lan ơi. Em sợ quá ngã vật ra đất bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thấy mình đang ở bệnh viện. Em cũng nói cho Phúc nghe. Anh ấy bảo là em hoa mắt rồi gặp ảo giác. Nhưng mà em thề đây là sự thật. Anh chị có tin em không? Chuyện này... Tuấn ngập ngừng còn Linh thì im lặng. Nhưng cái sự im lặng của Linh không có nghĩa là cô phủ nhận câu chuyện Lan kể. Có miêu tả thì chuyện của ông Nghị hiện hồn lên gần như là 100% chính xác. Vì làm sao Lan có thể biết được chuyện ông Nghị bị tổng đánh vào đầu cho đến chết? Chị Linh, chị thấy em nói đúng không? Có phải bác Nghị đã thành ma không ạ? Câu hỏi này khiến cho Linh giật mình, cô ú ớ. Tôi không biết. Dứt câu cô quay lưng bỏ thẳng ra ngoài. Thế vợ có vẻ không ổn, Tuấn lúc này hỏi thăm thêm vài câu rồi chạy theo. Ra tới hành lang anh liền gọi với. Linh, em sao vậy? Em không sao. Có thật không? Sao tự nhiên đang ngồi nói chuyện với Lan em lại chạy ra đây? Không có gì thật mà. Chỉ là em đang mang thai cho nên nhạy cảm với mùi cồn trong phòng thôi. Ra ngoài này hít thở cho nó ổn lại. Tuấn nghe nhắc đến đứa con trong bụng của vợ thì gần như tin ngay được. Thôi thì mình về đi em. Thăm như vậy cũng được rồi. Ở đây lâu kẻo ảnh hưởng đến con. Vâng ạ. Trên đường từ bệnh viện trở về, Linh sợ đến mức đưa bàn tay của cô run rẩy. Câu mày mà Tuấn đang lái xe cho nên không nhận ra được. Về đến nhà, Linh bảo chồng nấu hộ cơm rồi vào trong phòng. Ôm lấy lá bùa khư khư như một cách bảo vệ. Sau khi định thần lại, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Tổng để thông báo về chuyện mình vừa nghe được ở bệnh viện. Tổng nhận được tin nhắn thì không những không lo mà còn tỏ thái độ mừng rỡ. Cả lúc này liền nhắn trở lại. Em đừng lo lắng. Nếu linh hồn bố anh có tồn tại thật thì càng tốt. Ông ta sẽ dọa cho vợ chồng thằng Phúc bỏ đi. Chỉ cần không ai ở đó, chuyện mình làm không thể bị phát hiện. Anh nói đúng. Thế mà em cứ sợ, đúng thật là à mà này. Cuối tuần này mình gặp nhau được không? Em có cái chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết. Chuyện gì? Tới đó anh sẽ biết, chuyện tốt chứ không có chuyện xấu. Tin tốt hả? Anh háo hức quá. Với lại anh cũng muốn gặp em. Dạo này đủ chuyện xảy ra mình chưa nói lần nào. Hôm đó nhất định em phải chiều anh đấy nhé. Em biết rồi, mà tôi không nhắn nữa, em tắt điện thoại đây. Đoạn tin nhắn kết thúc, Linh xoa hết mọi dấu vết rồi thả người nằm xuống giường. Bất giác cô đưa tay sờ lên bụng của mình. Chắc anh Tổng sẽ vui lắm khi biết mình có con. Anh ấy giỏi như vậy, chắc chắn đứa bé này là của con anh ấy. Chứ có nói cái lão vô dụng kia thì đời nào mà sinh đẻ được chứ. Lại nói về Tuấn, sau bữa cơm tối, anh pha một bình trà rồi mang ra bộ bàn ghế đá ngồi ở hiên. Vừa nhấm nháp, Tuấn vừa nghĩ về chuyện của Lan kể. Ban đầu anh cho rằng Lan nói dối,
Nhưng nghĩ kỹ lại về mặt của cô ta lúc đó hết sức nghiêm túc, thậm chí còn nét mặt sợ hãi. Mà nếu là nói dối đi nữa, cô ấy làm gì có lý do để làm như vậy? Nhưng nếu ông Nghị đã chết rồi hiện hồn về, vậy thì xác ông ấy ở đâu? Tôi nhớ đến Khánh, thằng con trai trời đánh của ông Nghị. Liệu anh ta có liên quan đến cái chết của cha mình không? Và rồi anh nhớ tới cái lúc mà mình ngăn cản vụ ẩu đả của hai bố con ông Nghị. Trước khi bỏ đi, Khánh đã dọa sẽ giết bố của mình. Thôi đúng rồi, có lẽ nào là như vậy. Cái thằng Khánh này quả thật là khả nghi. Một thằng bất hiếu như nó có đời nào làm ra được cái chuyện tử tế? Mà có khi chính nó cũng thấy vong hồn của ông Nghị hiện về, cho nên lần đó nó mới bỏ chạy thục mạng như vậy. Càng nghĩ Tuấn lại càng cảm tưởng như mình tìm ra sự thật vậy. Và nếu đúng như vậy thì đây đúng là một chuyện động trời. Tuấn lắc đầu lia lịa rồi châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu. Đúng là đáng sợ mà. Mình có nên báo cho công an không? Mà thôi sao phải báo? Với lại nếu báo rồi nhỡ người ta không tìm ra xác của ông Nghị thì mình sẽ gây thù với thằng Khánh. Giờ Linh đang mang bầu mình mà làm sao cô ấy lại lo? Tốt nhất là không nên dính tới. Ngay đến đây thì Tuấn dập điếu thuốc trên tay xuống đất, xách cái bình trà vào trong. Sau khi kiểm tra cửa nẻo, anh vào phòng nằm xuống bên cạnh Linh. Trời hôm nay cơn mưa nghịch mùa cho nên làm cho cơ thể của Tuấn có chút mệt mỏi. Chỉ mới nằm chừng 10 phút anh đã chìm vào trong giấc ngủ. Tuấn ơi, Tuấn. Tiếng gọi làm cho Tuấn giật mình, anh lờ mờ mở mắt ra. Xung quanh tối đen như mực, không biết bây giờ là mấy giờ. Nhìn sang bên cạnh anh nhận ra Linh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say. Linh chưa dậy, vậy ai vừa kêu mình? Tuấn ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy thứ gì, tất cả chỉ là mờ ảo. Tuấn ơi! Tiếng kêu đó lại vang lên. Tới lúc này nhận ra tiếng kêu này rõ ràng không phải của Linh, mà đây là một giọng nói khàn đặc, âm trầm rất khó nghe. Ai đó? Tuấn cất tiếng, vừa nói anh vừa đưa tay lên dụi mắt của mình. Sau lần dụi mắt đó anh cũng dần quen với bóng tối. Và khi nhìn đường thì anh lại như muốn đứng tim. Bởi ngay bên ngoài ô cửa sổ, một cái bóng người quen thuộc đang đứng ở đó. Ông Nghị. Tuấn liền thẳng thốt. Đúng, người đang đứng ngoài ô cửa sổ kia chính là ông Nghị. Cái dáng người gương mặt khắc khổ của ông không lẫn được đi đâu. Ông đứng đó đưa mắt nhìn anh chằm chằm. Ông Nghị. Biết đây chỉ là một giấc mơ, Tuấn đưa tay vỗ vào mặt của mình. Và đúng là anh tỉnh dậy thật. Vẫn là một khung cảnh trong căn phòng ngủ quen thuộc. Và Linh thì nằm ngủ say bên cạnh. Tuấn thở vào một hơi rồi lẩm bẩm: vừa rồi mình chỉ nằm mơ, hay là vong hồn cấu Nghị tìm tới? Nhưng cũng rất nhanh anh gạt bỏ cái suy nghĩ ấy. Chắc do mình nghĩ ngợi nhiều quá cho nên mới nhìn thấy vậy thôi. Nói đến đây Tuấn thả người nằm xuống giường, cố gắng trở lại giấc ngủ của mình. Và cũng không mất quá nhiều thời gian thì tiếng ngáy khẽ khẽ của anh lại vang lên. Nhưng tưởng đâu anh cứ thế mà đánh một giấc cho đến sáng, thì một lần nữa Tuấn thấy ông Nghị xuất hiện trong giấc mơ của mình. Ở lần này anh không còn nằm trên giường nữa mà đứng ở dưới hiên nhà, còn ông Nghị thì ở ngay trước mặt. Tuấn giật mình lùi lại đằng sau, đưa tay lên tát mấy cá vào má. Tuy nhiên cách làm này không còn có tác dụng. Anh không thể nào thoát ra được giấc mơ của mình, đến nỗi Tuấn phải tự hỏi: cái này là thật sao? Ông Nghị thì vẫn cái bộ dạng kinh dị ấy. Ông ta không nói không rằng, đưa tay chỉ vào Tuấn rồi vẫy. Về phần của mình, Tuấn tất nhiên là không dám bước tới. Anh quỳ sụp xuống vừa lắc đầu vừa tha thiết cầu xin: ông Nghị, tuy vì ông không thù không oán, xin ông đừng làm hại tôi sợ lắm. Nếu ông đã chết thì để tôi làm cho một mâm cơm cúng, ông đừng có làm hại tôi. Anh Tuấn. Đúng lúc này tiếng gọi từ một giọng nói quen thuộc làm cho Tuấn bừng tỉnh. Người vừa gọi đây là Linh, và tất nhiên là Tuấn đang nằm trên giường ngủ của mình. Anh bật dậy bấu tay của vợ như thể mừng rỡ lắm vậy. Ơ kìa anh sao vậy? Tự dưng lại ngủ la hét làm em sợ quá. Anh hét sao? Vâng, em tưởng anh bị gì. Anh làm sao vậy? Lại nằm mơ thấy ác mộng à? Anh nằm mơ. Anh thấy gì kể em nghe được không? Không có gì đâu, mấy thứ linh tinh thôi mà. Tuấn cố tình đánh lảng sang chuyện khác vì không muốn Linh nghe thấy rồi lo lắng, nhất là cô đang mang thai. Thời kỳ này tâm sinh lý nhạy cảm lắm, nhiều khi Linh sợ như Lan sẽ bị ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Em à, bây giờ rồi, mới hơn 5 giờ sáng thôi.
Tuấn gần ngủ, Toan định bước xuống giường. Anh không ngủ nữa sao, còn sớm mà. Anh không buồn ngủ, em cứ nằm đi. Anh ra ngoài đi vệ sinh một lát. Vâng ạ, thế thì em ngủ tiếp nhé. Tuấn gần ngủ chỉnh lại chiếc chăn cho vợ, rồi đọ mọ rời khỏi phòng. Những lúc thế này anh chỉ biết làm bạn với điếu thuốc lá. Vừa giết Tuấn lại vừa nghĩ. Hai lần liên tiếp mình đều mơ thấy ông nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Sự hoang mang làm cho Tuấn hút hết điếu này đến điếu khác. Mãi cho đến khi anh sực nhớ ra cái bao thuốc chỉ còn lại hai điếu, anh thở dài tự cười chính mình. Tuấn ơi là Tuấn, từ khi nào mày lại nhát vậy chứ? Cứ cho vong hồn ông nghĩ có thật đi, thế sao phải sợ? Mày có làm gì ông ấy đâu chứ? Câu nói này giống như tiếp thêm động lực cho Tuấn. Anh nhổm dậy vươn vai mấy cái rồi bước vào nhà vệ sinh, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Những tưởng đâu khi tinh thần đã ổn định thì Tuấn không còn mơ thấy ông nghĩ nữa. Thế nhưng không, liên tiếp 3 ngày khi anh nhắm mắt thì ông ta lại xuất hiện. Lần nào cũng vậy, ông đứng vẫy tay như muốn ra hiệu cho Tuấn đi theo. Sáng hôm nay Linh dậy sớm lắm, bởi theo lịch hẹn thì cô đến gặp Tầm để thông báo chuyện mình có thai. Vừa bước ra khỏi phòng thì Linh giật mình bởi thấy Tuấn ngồi lù lù trên bàn ghế trong phòng khách. Mùi khói thuốc lá thì đồng nặc. Sau khi định thần, cô nhăn mặt. Anh làm gì ngoài này vậy? Lại còn đốt thuốc liên tục chứ? Muốn chết vì ung thư à? Trước câu hỏi của vợ, Tuấn vẫn cứ ngồi thử ra. Linh bực dọc liệm một cái rồi đi về nhà vệ sinh. Sau khi sửa soạn xong, cô mặc một bộ váy dài tới đầu gối rồi ra xe. Trước khi đi, Linh nói vọng vào. Anh cứ ở nhà ăn cơm trước nha, em sang nhà bạn đến chiều mới về. Tuấn vẫn cứ ngồi thử ra trên ghế, Linh thở dài rồi lẩm bẩm. Cứ như cái thằng điên vậy đó, đúng là chán đời. Tất nhiên là cô cũng không có muốn tìm hiểu lý do cho sự kỳ lạ này của chồng. Bởi ở cái nhà nghỉ trên đường lên huyện, Tòng đã đặt phòng và nằm đợi sẵn. Để đến nơi, Linh chưa kịp nói gì, đã bị tình nhân kéo vào trong phòng. Cơn khát tình khiến cho Tòng không đợi nổi. Gã cứ như vậy vén váy của Linh lên mà hì hục làm tình. Linh thì đê mê trong cơn khoái lạc, cho nên chẳng quan tâm gì đến cái thai trong bụng nữa. Sau mấy hiệp thì cả hai nằm xuống giường, lúc này Linh mới thì thầm. Anh à, em có chuyện muốn nói. Gì vậy? Em có thai. Cái gì? Sao lại có thai? Sao anh bất ngờ vậy? Em nghĩ anh sẽ thích chứ, nó là con của anh mà. Con của anh có chắc không? Câu nói này khiến cho Linh trừng mắt cô gắt lên. Anh ăn nói vậy mà được à? Không của anh thì của ai? Tầm lúc này thay đổi thái độ, vòng tay cô ôm Linh. Em nói cũng đúng. Cái thằng bất lực đó sao có con được chứ? Thì nó đã biết chưa? Biết rồi. Mà anh ấy chẳng nghi ngờ gì cả. Càng tốt. Cứ để cho nó nuôi con Tú đi. Cớm xem anh kìa, cười gì mà khả ú quá vậy. Thôi, em chịu anh thêm cái nữa. Rồi anh sẽ đưa em lên chợ huyện mua thêm mấy món đồ cho con. Chứ cái thằng kia nó không đủ tiền mua mấy món đồ đắt tiền đâu. Nói đến đây, Linh và Tầm lại tiếp tục lâm trận. Còn lúc đó Tuấn ở nhà vẫn chưa thoát khỏi cơn hoang mang. Trong giấc mơ gần nhất của mình, anh đã tự đi theo ông nghỉ. Ông ta bước tới với nhà vệ sinh trong căn nhà của mình rồi cứ như vậy biến mất. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Tuấn cứ nghĩ mãi. Tại sao ông nghỉ lại muốn dẫn mình tới đó? Bộ ở đó có gì sao? Và rồi anh đưa ra cho mình một quyết định hết sức táo bạo, đó chính là qua nhà ông nghỉ để xem thử. Đến nơi, Phúc lúc này có mặt ở nhà. Nhìn thấy hàng xóm mình bất ngờ lắm. Ủa anh Tuấn, anh không ra đồng à? Ờ sáng nay tôi nghĩ cậu ở nhà một mình hả? Lan đâu? Có về bên ngoài rồi. Giờ chỉ còn mình em thôi. Anh sáng nay có việc gì vậy? Tôi muốn vào trong xem từ một chỗ trong nhà. Cậu có tiện không? Chỗ nào sao anh lại muốn vào xem? Em chưa hiểu lắm. Ngay cả tôi cũng không hiểu đâu. Nhưng mà cậu cứ cho tôi vào đi. Ờ thôi được rồi anh vào đi. Tuấn gần gù để cửa bước vào. Anh cứ như vậy hướng thẳng về khu nhà vệ sinh. Sau đến nơi không mất quá nhiều thời gian để Tuấn chú ý đến lớp gạch sập sệ dưới nền. Anh liền quay qua Phúc. Cậu Phúc này, tôi đào nó lên được không? Tin tức về thi thể của ông Nghị được tìm thấy trong chính nhà của mình được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Người tìm thấy là Tuấn và Phúc. Công an cũng được gọi đến để khám nghiệm. Nghi phạm nhanh chóng được xác định là Khánh. Tuy nhiên hiện trường và dấu vết trên người của ông Nghị không có bất cứ thứ gì chứng minh Khánh là thủ phạm. Trong khi chuyện của ông Nghị còn chưa giải quyết thì hung tin tiếp tục ập đến. Đó chính là Linh gặp tai nạn giao thông trên đường lên huyện. Đi cùng trên chiếc xe của cô còn có Tòng, một người không hề xa lạ.
Những câu hỏi cứ như vậy được đặt ra. Ai đã giết ông Nghị rồi chôn xác trong nhà? Linh vì sao lại đi cùng Tòng lên huyện để rồi bị tai nạn? Và chắc chỉ có những người chết mới có thể trả lời được những câu hỏi này mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.